Vâng, mến chào các bạn. Hôm nay bonsai Đình Vượng lại xuống khu trưng bày triển lãm của tại nhà em Hùng PS đây. Thì đang đứng trước một cái tác phẩm cây xanh quê nhỏ mà cũng có vọ đấy các bạn ạ. Chào em Hùng nhé. Đây em Hùng giới thiệu đây, cái cây này là cái cây xanh quê. Cái này lúc bao nhiêu năm như thế này đấy em nhỉ? Đấy, hơn 4 năm nó một cái cây phôi như thế này. Cái này trước em Hùng bán cho người ta đúng không? Đấy em mua về đấy. À lúc em mua về đấy. Vâng, còn cái này bây giờ vừa bán thành phẩm. À lúc 4 năm như thế này để các bạn nhé. Và đây sau 4 năm này. Đấy này em Hùng làm tự tay làm cái này đấy à? Vâng. À thế à? Hôm qua vừa rồi là giao dịch cái này bao nhiêu đây? À, cái này hơn 200 rồi. À em giao dịch cái này là 200. Hơn 200 rồi. À đấy, tức là cây mà chính em Hùng là làm ra. Cây này cho vợ chồng chú Hùng Chiếm. À thế à, chị Lan Anh mới chị Lan Anh. Em đứng vào để anh chụp cái kiểu ảnh của cái cây này đi. Chị cây đẹp Lan quá. Anh với cả anh Hùng. À. À. Đây là cái tác phẩm. Hai cây này chỉ bán một cây rồi. Tức là em đang có hai cây gì? Vâng, cái anh ấy hôm qua bảo là lấy hai cây nhưng mà cho chọn một trong hai cây này em chỉ bán một cây, lấy cây lạ được nhưng chỉ bán được bán một cây thôi. Và bán duy nhất chỉ có ngày hôm qua thôi. Thực sự với chia sẻ với anh là em không muốn giao lưu một cây là một chút nào. À. Nhưng mà hôm qua thì thôi vào thế. Cả bây giờ mình mở chỉ Nam đây ra mà bây giờ lại không bán thì không được. Đấy. Nhưng mà cái cây này thật sự nó tâm huyết với em, cực kỳ luôn. Còn anh nào mà sở hữu cây này thì em cũng chúc mừng anh ấy lấy một tác phẩm rất đẹp mà rất tâm huyết của em. Đấy, mặc dù thì cái giá tiền thì hay kinh tế thì mình không nói chuyện, nhưng để mà một cây xanh quê mà xuất phát điểm đẹp như này mà bây giờ làm như này nếu tí nữa anh cứ quay kỹ và xem những cây lầy em cắt thì chắc có lẽ là ít người dám làm. Là những cái điểm đấy. Cắt mà nó là lên như lu ấy nhỉ. Từ đây đến đây phải 6-7 phát anh ạ. 7. Đúng rồi, nó cứ rút ra rút dịt. Mà những cái nhát cắt ấy nó đun sẹo, nó lên như lu hết, nó mím hết. Em chúc anh em nào nhé, có quê nhá thì cứ kiên trì với cả cái hướng đi của mình, nó sẽ đem lại hiệu quả rất cao. Và em xin chào nhá. Ừ, anh cảm ơn em nhé. Nhưng mà để được một cái những cái dòng xanh quê mà lá đẹp mà dày dặn như thế này thì là chúng ta chọn cũng rất là khó. Bởi vì trong cái dòng xanh quê nó có rất nhiều loại khác nhau. Thì anh em chơi cây thì là phải chú ý là phải chọn được cái dòng lá đẹp mà nó phải giữ được dặm ấy các bạn ạ, thì nó sẽ đem đến cái hiệu quả. Cũng không kém gì nắm điền này các bạn ạ, nhưng khi mà hoàn thiện rồi thì nó sự bền vững tuyệt vời hơn. Chơi rất yên tâm. Và em Hùng PS cái này cũng xanh quê em ơi. Dưới 3 năm cũng xanh quê đúng không? À cái này mình khiếp nhỉ, lù vu ghi đấy. Mà em Hùng làm cũng nhanh, mà từ cái phôi lúc cho xem cái điện thoại này, có 4 năm đúng không? Thế mà đến bây giờ mà thành một cái cây này chia sẻ với cũng anh thế. Cây này là của đầu tiên là của em bonsai LT. À, LT L2T cái gì? L2T. À. Ngày trước thì là cái cây là đến lấy của bạn ý. Tính ra là người ta nói hơi máu, tính ra chỉ vàng ấy, ngày lúc máu. À, rồi. Nó khoảng 2 chỉ vàng. À. Đấy. Nhưng mà ngày cụt cụt đến đây thôi, nó không có gì cả. Tức là phôi cuốt một, đúng không? Được một cút rồi. Gì cả. Nhưng mà rất cảm ơn em ấy hôm nay nhượng cho cái đồ này. Đấy, em nuôi con này chắc cũng khoảng 4-5 năm. 4 đến 5 năm. 4-5 năm. Đấy, bây giờ ra được một cây này. À thì em Hùng cũng luyện cây cũng nhanh cũng giỏi đúng không? Cũng là nó là xanh quê cả. Đấy, xanh quê mà 4 năm như thế này tốc độ cũng nhanh đúng không? Cũng nhanh. Nhưng năm điên là 4 năm thì nó cũng ấy, thế nhưng mà xanh quê mà làm như thế này là tốc độ cũng rất là tốt. Nghĩa là từ 2 chỉ vàng mà bây giờ thành mấy cây vàng cơ. À, từ đây chỉ từ đổi từ chỉ vàng sang cây vàng rồi đấy. Mấy cây rồi đấy. Nhưng mà lại là mấy cây chứ không phải ít đâu đúng không ạ? Cái này là hiện tại là em đang giữ mà chắc là chưa muốn giao dịch này. Hôm qua là bán một trong hai cây này, nhưng cây khi cây này bán rồi này. Đấy, cái này bán rồi thì em giữ lại cái cây này để chơi. Đây là hai tác phẩm xanh quê của em Hùng PS. Vì là em tổ chức tại sân tại nhà cho nên cũng phải giao dịch để cho anh em cứ lấy cái khí thế phong trào đúng không? Nhưng phải nói là làm bộ rằm đẹp. Đây, cây này nó định cái cơ địa của nó đấy, đúng không? Nó xù. Khỏe đấy. Nhỉ, cái cây này là cơ địa nó xù nó ghê không? Tố chất đấy. Gai thân. Nó gai thân. Phân này nó gai lu tợn. Như hồn núi. Quê đẹp. Đấy, xanh quê đấy. 7 ạ. Mà cây này giao dịch hơn 200 tối hôm qua đây rồi. Đấy. Còn cái cây này thì cũng kinh khủng đấy. Con này một con bể cổ. Dạ. Con bể đá cổ. Còn nếu mà kiếm được cái bể đá cổ nữa thì tuyệt đúng không? Đặc cấp hơn nhiều.
Như bây giờ cái vẻ đá cổ nó cũng lại nhiều tiền quá. Nhiều tiền á. Nhưng mà nói chung là không gì bằng. Đúng rồi, nếu mà có điều kiện. Có điều kiện thì quá tốt. Về nhá. Chơi. À, xin chào Trinh taxi. Nào. Chào anh em nhá. Ờ, mới đến này em. Vâng. Ừ. Cây đẹp quá. Đấy, bây giờ thì anh em cũng đến khá đông rồi quý vị và các bạn ạ. Rồi chúng ta lại ngắm tiếp tục những cái tác phẩm của chú Tùng Kính này. Đây giờ chúng ta bonsai đi vượng sẽ soi kỹ hơn những cái tác phẩm như thế này. À, chú Tùng Kính là chú chơi một cái bộ ba cây si. Vâng ạ. Xin phép nhá. Vâng, lần sau ở dưới có gì công việc thì cứ điện cho anh nhá. Ừ nhá. Có chương trình gì của cô chương trình thì điện anh em ủng hộ nhá. Vâng, em cảm ơn các anh, chào các anh nhá. Vâng. Thì sợ là các anh không mời không? Đấy là anh em nhớ rồi. Việc là sẽ ới. À, chào em Cương, mới đến à? Bắt tay cái. Hôm nay lổ cái nào chưa? Lổ tối qua à? Lổ tối hôm qua rồi à? Có con cái nào để đây không? Có anh ơi, em đang đấy. Đó, đây là cái bộ ba cái si của chú Tùng Kính. Vâng anh, có tay anh cái. Anh mới đến à? Ừ. Vâng. Bây giờ thì vườn của bác thì ai em có anh. Cây đẹp quá. Vâng. Nam nhỏ nhưng mà chất lượng. Hiện tại thì cũng chả đâu khoảng 20 tuổi. Từ ngày mình thôi Nam thì đấy, anh Hùng siếc đến đây giao lưu thì lại lổ mới cây đây rồi để cạnh nhau luôn. Rồi, chào các anh nhé. Vâng. Dạ vâng, em chào anh em. Vâng, chào bác. Giống nhau nhỉ? Cái đồ này rất lạ.
rất là nghịch ngợm, trông rất là cổ kỳ. Cũng là nhiều cây khác nhau trông vào chứ không phải là một cây các bạn. Nhưng họ tạo được một cái tiểu cảnh trên một cái thác nước. Cái này có những cái đường nét rất đặc biệt các bạn, cũng hàng ít gặp, lại có nét phong tranh. Hôm nay được có cái phong tranh vào rất rõ nét các bạn, nhìn rất lộ. Có lẽ đây là một cái xếu cơm nguội thì phải. Chiều dành dành con gái quanh chơi. Vâng. Em về đi. Anh nhà gì anh? Ừ, em về về đi. Chị đi quá. Đi nhậu tí. Vui. Gọi lên, vung lên. Hả? Tưởng tưởng dành dành về về đi nhậu tí cho. Chào bà Sa Đi Vượng xin được kết thúc video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.